Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Giải trí Top Thú vị. Các bạn thân mến, tính đến thời điểm hiện tại thì trái đất thân yêu của chúng ta là nơi duy nhất được biết đến là có tồn tại sự sống. Trong công cuộc tìm kiếm và khám phá vũ trụ của mình, các nhà khoa học luôn quan tâm đến các ngoại hành tinh có điều kiện lý tưởng cho sự phát triển của sự sống. Và trong công cuộc tìm kiếm đó, các nhà khoa học đã tìm ra một hành tinh còn dễ sống hơn cả trái đất. Đó là hành tinh Rock 128b. Vậy hôm nay Top Thú vị mời các bạn cùng khám phá những bí ẩn trên hành tinh này. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để là người đầu tiên theo dõi các video mới nhất của Top Thú vị nhé. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá. Chúng ta có đơn độc trong vũ trụ hay không? Đây là một câu hỏi lớn luôn thôi thúc các nhà khoa học trong công cuộc tìm kiếm và khám phá vũ trụ của mình. Một cột mốc đáng nhớ của công cuộc khám phá vũ trụ là vào tháng 8 năm 1995. Hành tinh đầu tiên ngoài hệ mặt trời được các nhà khoa học phát hiện ra, đó là 51 Pegasi b. Và kể từ đó đến nay, chúng ta đã phát hiện được hơn 4.000 ngoại hành tinh ngoài hệ mặt trời. Chúng đa dạng là vậy, nhưng ngạc nhiên là không có hành tinh nào giống với trái đất và có những điều kiện thuận lợi cho sự sống như trái đất. Nhưng không vì vậy mà các nhà khoa học dừng lại sự tìm kiếm của mình. Ngày đêm họ vẫn hướng kính viễn vọng không gian, kính thiên văn vào vũ trụ để tìm kiếm những ngoại hành tinh có điều kiện lý tưởng cho sự phát triển của sự sống. Và tất nhiên, sau những quá trình tìm kiếm của mình, các nhà khoa học đã gặt hái được rất nhiều những thành quả. Một trong những ngoại hành tinh đáng chú ý nhất đó là Ross 128b. Điều ngạc nhiên trên hành tinh này là nó có khả năng tồn tại sự sống còn tốt hơn cả trái đất. Khi tính toán đến các yếu tố hỗ trợ sự sống, hành tinh này cho thấy khả năng xuất hiện sự sống còn cao hơn trái đất của chúng ta 1,35 lần. Đây là một điều hiếm thấy trong vũ trụ. Vậy điều gì đã tạo nên sự đặc biệt của hành tinh này? Chúng ta hãy cùng phân tích xem sao nhé! Nằm trong chòm sao Sử Nữ cách trái đất 11 năm ánh sáng, chúng ta đang đi đến hành tinh Ross 128b. Đây là một khoảng cách cũng khá xa trong vũ trụ. Nếu tính ra km thì nó sẽ vào khoảng 104.500 tỷ km. Theo ước tính, khối lượng của hành tinh này là vào khoảng 8,361 x 10^24 kg. Với khối lượng này, nó tương đương 1,4 lần khối lượng của trái đất. Bán kính của Ross 128b là 7.010 km. Với bán kính này, nó gấp khoảng 1,1 lần bán kính trái đất. Như các bạn thấy, đây là một ngoại hành tinh rất nhỏ, được các nhà khoa học phát hiện ra. Bởi vì thông thường các ngoại hành tinh được phát hiện là những hành tinh khí khổng lồ, kích cỡ mộc tinh trở lên. Ở trên Ross 128b có một điều đặc biệt là theo tính toán nó có một môi trường và nhiệt độ ôn hòa hơn cả trên trái đất. Cụ thể, trên hành tinh này những khu vực ấm áp nó có nhiệt độ khoảng 20 độ C, trong khi những nơi lạnh nhất trên hành tinh này ở các cực cũng chỉ khoảng đến âm 60 độ C. Và nếu ta so sánh với nhiệt độ bề mặt của trái đất thì đây có lẽ là nơi dễ sống hơn trái đất của chúng ta. Vì như các bạn đã biết, nhiệt độ bề mặt của trái đất nơi lạnh nhất có thể xuống tới âm 88 độ C, còn nơi nóng nhất thì lên đến 58 độ C. Chính vì vậy, theo công trình nghiên cứu về hành tinh Ross 128b, các nhà khoa học cho rằng nơi đây khả năng xuất hiện sự sống cao hơn trái đất khoảng 1,35 lần. Một câu hỏi đặt ra là, vậy trên hành tinh này có sự sống hay không? Theo công trình nghiên cứu về Ross 128b được công bố trên tạp chí khoa học, thì với khoảng cách 11 năm ánh sáng, bằng những phương tiện máy móc hiện có, chúng ta vẫn chưa thể phân tích được đặc điểm khí quyển và bề mặt trên hành tinh này. Chính vì vậy, các chuyên gia vẫn chưa đưa ra được câu trả lời rằng nơi đây có sự sống hay không. Nhưng với phát hiện này đã giúp các nhà khoa học có thêm những cơ sở dữ liệu quan trọng trong công cuộc tìm kiếm sự sống ngoài trái đất. Qua quan sát thêm về hành tinh này, các nhà khoa học nhận thấy đây là một hành tinh khá gần ngôi sao chủ. Theo tính toán thì khoảng cách của Ross 128b đến ngôi sao chủ chỉ khoảng 0,0496 AU. Với khoảng cách này,
Nếu tính ra km thì nó sẽ vào khoảng 7.390.000 km. Với khoảng cách gần như vậy, hành tinh Ross 128b sẽ có một quỹ đạo khá nhanh. Theo ước tính thì chu kỳ quỹ đạo của Ross 128b là 9,9 ngày trái đất. Điều này thì đồng nghĩa một năm trên hành tinh này tương đương 9,9 ngày trên trái đất. Nếu con người được sống trên hành tinh này và ăn Tết như Tết truyền thống ở Việt Nam, thì có lẽ con người trên đây sẽ ăn Tết cả đời. Thật là những điều thú vị phải không các bạn? Phân tích kỹ hơn về hành tinh, với khoảng cách rất gần ngôi sao chủ, nên nó sẽ nhận được nhiều bức xạ của ngôi sao chủ hơn là trái đất nhận bức xạ từ mặt trời. Theo tính toán thì lượng bức xạ của hành tinh này nhận được từ ngôi sao chủ cao hơn trái đất nhận lượng bức xạ từ mặt trời là 38%. Với tác dụng của dòng bức xạ khá mạnh từ sao chủ, hành tinh này sẽ dễ bị mất nước hơn, đặc biệt ở phía đối diện với sao chủ. Và cho đến nay, Ross 128b vẫn chưa được xác nhận là có bầu khí quyển hay không, vì các nhà khoa học vẫn chưa quan sát được. Tuy nhiên, nếu hành tinh có bầu khí quyển, nó sẽ giúp điều hòa năng lượng nhận được từ ngôi sao chủ, và khi đó, nó sẽ tạo điều kiện cho sự tích trữ nước ở bề mặt hành tinh, và khi đó nơi đây sẽ chắc chắn là một môi trường lý tưởng cho sự hình thành của sự sống kiểu trái đất. Với khoa học hiện nay, việc quan sát và phân tích những hành tinh ở khoảng cách 11 năm ánh sáng còn rất hạn chế vì những kính viễn vọng không gian và các kính thiên văn chưa đáp ứng được khả năng quan sát với khoảng cách xa như vậy. Và các nhà khoa học đang trông đợi vào dự án siêu kính thiên văn đang được xây dựng ở đài thiên văn La Silla, Chile. Đây được coi là dự án kính thiên văn quang học hồng ngoại lớn nhất thế giới. Được khởi công năm 2014, nó sẽ có chiếc gương chính lên tới 39m. Theo kế hoạch thì chiếc kính này sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2024. Nếu công trình này đi vào hoạt động, nó sẽ là một cánh tay đắc lực cho các nhà khoa học trong công cuộc khám phá và quan sát vũ trụ. Hy vọng rằng khi đó thì các nhà khoa học sẽ có câu trả lời cho những bí ẩn trên hành tinh Ross 128b này. Như top thú vị đã trình bày ở trên, tuy rằng ngoại hành tinh này rất gần ngôi sao chủ, nhưng nó có một nhiệt độ bề mặt rất ôn hòa. Có lẽ ngôi sao chủ của nó là một ngôi sao phát ra năng lượng khá thấp so với mặt trời thân yêu của chúng ta. Và bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu xem trên ngôi sao chủ Ross 128 này có điều gì khác biệt so với mặt trời nhé. Ross 128 là một ngôi sao lùn đỏ, khá nhỏ trên bầu trời, nằm trong chòm sao Sử Nữ với cấp sao biểu kiến là 11,13. Chính vì vậy, nó quá mờ nhạt khi bạn quan sát nó bằng mắt thường ở trái đất. Lần đầu tiên ngôi sao này được ghi nhận đó là vào năm 1926 bởi nhà thiên văn học người Mỹ Fray Elmore Ross. Đây là một ngôi sao có quang phổ loại M4V. Với quang phổ loại này, nó nhỏ hơn mặt trời của chúng ta khá nhiều. Xét về khối lượng của ngôi sao, nó chỉ tương đương 17% khối lượng của mặt trời, tức khối lượng của ngôi sao này là 3,381 x 10^29 kg. Còn về bán kính của Ross 128 là khoảng 139.100 km. Với bán kính này, nó tương đương khoảng 20% bán kính của mặt trời. Với khối lượng và bán kính thấp như vậy, năng lượng mà ngôi sao này phát ra chỉ tương đương 0,036% năng lượng của mặt trời. Nhiệt độ bề mặt của ngôi sao được ước tính là 3.180 độ K, tức khoảng 2.900 độ C. Với nhiệt độ này, nó thấp hơn nhiệt độ bề mặt của mặt trời khoảng 2.600 độ C. Chính vì đây là một ngôi sao khá nhỏ nên năng lượng của nó phát ra rất thấp so với mặt trời. Bởi vậy khi hành tinh Ross 128b xoay quanh nó ở một khoảng cách rất gần 0,0496 AU thì nó có một môi trường và nhiệt độ rất ôn hòa. Đây có lẽ là một sự sắp đặt trùng hợp của tự nhiên để tạo ra những môi trường lý tưởng cho sự phát triển của sự sống. Việc tìm thấy hành tinh Ross 128b này thắp lên cho các nhà khoa học những hy vọng trong công cuộc tìm kiếm sự sống ngoài trái đất, nhằm trả lời cho câu hỏi liệu chúng ta có đơn độc trong vũ trụ hay không. Theo quan điểm của các bạn thì sao? Liệu trên hành tinh này có tồn tại sự sống hay không? Hãy comment bình luận của mình bên dưới video để chia sẻ cùng mọi người nhé! Vậy là hôm nay, tôi thú vị và các bạn đã cùng đi khám phá những bí ẩn trên hành tinh Ross 128b, một ngoại hành tinh còn dễ sống hơn cả trái đất. Biết rằng nó ở khá xa,
khiến các nhà khoa học gặp nhiều khó khăn trong việc quan sát nó. Top Thú Vị hy vọng rằng, trong một thời gian không xa nữa, khi những dự án kinh điển về kính viễn vọng không gian và kính thiên văn được hoàn thành, các nhà khoa học sẽ có những quan sát chân thực về các ngoại hành tinh và khi đó họ sẽ có câu trả lời về hành tinh Ross 128b. Chúc các bạn xem video vui vẻ! Việc tiếp theo của các bạn bây giờ là hãy tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Top Thú Vị đi giải mã những bí ẩn của vũ trụ. Nếu thấy video hay, hãy ủng hộ Top Thú Vị bằng cách like, share và comment bình luận của mình bên dưới video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn!